Chào mừng các bạn quay lại với Sotin Channel. Trên tay tôi đang, đây là một cái khò, đây là gà, khò gà. Trong vào hôm nay thì mình sẽ thiêu rụi cho con đỉa cho mọi người xem nhá. Mình mới bắt được một con đỉa và mình đã để ở trong này. Đây là con đỉa nha mọi người. Đấy. Rất là ghê rợn luôn. Quạc quạc. Vâng, mà sau một lần rớt thì nó đã. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái khò ga này để mà hủy diệt nó nha mọi người. Rất là ghê đấy. Wow. Máu chảy rồi. Wow. Wow, mọi người nhìn xem. Nó đã bị hủy diệt bởi lửa. Có những giọt máu đây. Những giọt máu rất là tươi luôn. Wow. Rất là tươi, máu tanh. Ghê quá. Đấy mọi người thấy sao ạ? Chín rồi nhá. Đấy, chín nhìn rất là ngon luôn. Vâng, vừa rồi thì mình mới nướng con đỉa bằng khò ga xong. Thì mọi người nhớ subscribe kênh nhá. Bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn xem này. Wow, y như cao su ấy. Rất là thơm, giòn. Ăn nha mọi người. Thơm ấy. Mời mọi người ạ. Mm-hmm.